Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2020, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi tháng 10 âm lịch năm 2020 của tuổi ngọ. Tử Vi tháng 10 năm 2020 âm lịch tuổi ngọ vận trình mọi thứ chững lại, thiếu đi cái sự đột phá bạn tuổi ngọ nhé. Theo tử vi tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi ngọ, vận trình của bạn tuổi ngọ trong tháng đinh hợi nhìn chung chững lại ở một chỗ không đến mức tồi tệ nhưng cũng không có bước đột phá nào rõ ràng. Cái điều này khiến cho bạn mệnh tuổi ngọ khá chi là sốt ruột và đôi lúc quần nóng nảy vội vàng nữa đoạn. Tiến trình công việc tuy vẫn đạt được kết quả như mong muốn của những chú ngựa, song quá trình lại vấp phải không ít trở lực và vất vả với bạn. Có những thời điểm bạn thậm chí còn muốn từ bỏ, nhưng may mắn là sau cùng bản mệnh vẫn kiên trì theo đuổi cái mục tiêu chính nhờ cái sự nhanh nhạy với thời cuộc và cách xử lý khéo léo của bạn tử ngọ lại thêm nguyệt lệnh lâm quan ủng hộ đưa tới những cái sự trợ giúp kịp thời cho bạn tử ngọ cho nên, với bạn vẫn đạt được những cái mục tiêu ngắn hạn để ra trong sự nệ phục của bao người nhé. Tài vận của bạn tuổi ngọ trong tháng 10 âm lịch này duy trì ở mức khá chi là ổn định, chi tiêu hài hòa là một trong những cái yếu tố giúp cho tình hình tài chính của bạn tuổi ngọ không bị biến động quá lớn. Tuy nhiên, trong tháng này với bạn tuổi ngọ, bạn cũng cần phải đề phòng sức ảnh hưởng của tiểu hao là hung tinh có thể làm cho bạn bị phá tài nhẹ đoạn. Với bà túi ngọ, dù không tới mức tán ra bài sản, nhưng bạn dạy xa đà vào mua sắm không cần thiết. Cái ví tiền của bạn vơi đi một khoản không nhỏ đó bạn túi ngọ nhé. Còn về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong tháng 10 âm lịch này, cái chuyện tình cảm đối với những bạn đang còn độc thân thì có dấu hiệu đào hoa nở sắc, dù nhân duyên khác giới vượng, xong để tìm được người phù hợp và có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống không phải là cái chuyện dễ dàng với bà tuổi ngọ Cả hai cần thêm thời gian kiên nhẫn, đợi chờ và trải nghiệm thêm nữa. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn mệnh tuổi ngọ cần phải chú ý ăn uống và nghỉ ngơi điều độ trong tháng. Công việc của bạn dù bận rộn khiến cho bạn thường xuyên phải thức khuya, phải dùng đến các đồ uống chứa caffeine để duy trì cái sự tỉnh táo, lâu dần cơ thể của bạn có cái dấu hiệu suy nhược và trí nhớ cũng giảm sút đó bạn tử ngọ nhé. Từ vi tuổi ngọ tháng 10 âm lịch năm 2020 về phương diện sự nghiệp. Theo tử vi, tháng 10 âm lịch năm 2020 này đối với bạn tuổi ngọ, vận trình công danh sự nghiệp của bạn đang có dấu hiệu chững lại, không đến mức tồi tệ nhưng cũng không có bước đột phá nào rõ ràng nhé. Mặc dù công việc với bà tuổi ngọ vẫn khá chỉ là êm ả và được hoàn thiện, xong bước phát triển không quá lớn để đạt đến cái mức độ như mong muốn của bạn thì vẫn còn khá xa đoạn. Có lẽ cũng bởi mọi thứ được tiến hành theo đúng như kế hoạch từng bước đều đều có phần đi theo cái lối mòn cũ kỹ cho nên không tạo được cái sự đột phá cần thiết với bạn tuổi ngọ đoạn chỉ tiếc rằng bạn mệnh tuổi ngọ lại không nhận ra cái điều đó nên cứ mãi cuộn quanh trong cái sự bế tắc của bạn tuổi ngọ nhá chính cái điều này khiến cho bạn mệnh tuổi ngọa khá chỉ là sốt ruột và đôi lúc quần nóng nảy và vội vàng nữa đoạn hơn nữa trong quá trình làm việc với bạn tuổi ngọa, bạn cũng vấp phải không ít trở lực gần như mọi thứ đều phải vất vả và nỗ lực một mình. Thậm chí có những cái thời điểm với bạn tử ngọ còn phải cáng đáng cả phần việc của người khác chỉ vì tín độ công việc của đối phương quá chậm. Bạn lo ngại mình sẽ bị kéo theo nửa đoạn. Ngoài ra, cái sự xuất hiện của tỷ kim chiếu mệnh cũng không thể xem thường được với bạn tử ngọ trong tháng 10 âm lịch này hung thần này có thể khiến cho bản mệnh tuổi ngọ bị hiểu lầm và mang tiếng xấu. Trong số đó có cả những lời bịa đặt nhưng cũng có những lời nhận định đúng. Vì thế, và bạn tuổi ngọ, bạn cần phải chú ý điều chỉnh cái thái độ của mình sao cho phù hợp. Nếu những lời nhận xét đó đúng, bạn nên tiếp thu để chỉnh đốn lại mình. Còn sau đó hãy tập trung vào công việc bộ ngoài tai mọi lời xào, xào xáo vô nghĩa bạn tuổi ngọ nhé. Tuy nhiên, bạn tuổi ngọ, bạn cũng đừng có quá lo lắng. Tháng này, bạn đang có được cái sự hỗ trợ của Nguyệt lệnh Lâm Quan. Cho nên, bạn mệnh tuổi ngọ vẫn duy trì được cái sự quyết tâm cao độ, kiên trì theo đuổi cái mục tiêu tới cùng, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ đau vào đó sớm bạn tuổi ngọ nhé. Những ai hăng hái, tích cực làm việc, Mệt mài cố gắng, ắt sẽ thu được thành quả xứng đáng. Và ngược lại, ai an phận thủ thường, chỉ cầu ổn định, kết quả chỉ đạt được sẽ tương đối mà thôi. Và bạn tuổi ngọ, bạn hãy coi khó khăn như một phần tất yếu của cuộc sống và là một thử thách để cho bạn biết mình đang ở đâu, đang có gì, đang thiếu gì, từ đó mà hoàn thiện bản thân tốt hơn bạn tuổi ngọ nhé. Với bạn tuổi ngọ, chắc chắn với cái sự nhanh nhạy với thời cuộc và cách xử lý khéo léo của mình, cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi ngọ sớm chạy về đích trong sự nghiệp để cho bao nhiêu người phải nể phục bạn nữa đoạn. Từ vi tháng 10 âm lịch năm 2020 của bạn tuổi ngọ về phương diện tài lộc. Trong tháng này đối với bạn tuổi ngọ, bạn không có tài tinh chiếu mệnh cho nên tài lộc chỉ ở mức trung bình và tạm ổn. Xong, nhờ vào các khoản tích lũy và sự tính toán kỹ càng của bạn tự ngọ nên nhìn chung tài chính với bạn tự ngọ vẫn đủ để cho bạn có thể thoải mái trang trải cuộc sống. Đoạn. Thời điểm này chi tiêu hài hòa là một trong những cái yếu tố tất yếu giúp cho tình hình tài chính của bạn tự ngọ không bị biến động quá lớn theo cái chiều hướng bất lợi nhé. Tuy nhiên, với bạn tuổi ngọ, trong tháng này cần đề phòng sức ảnh hưởng của tiểu hao là hung tinh có thể làm cho bạn bị phá tài nhẹ, dù không tới mức tán ra bại sản. Nhưng với bạn tuổi ngọ, bạn dễ xa đà vào những cái vụ mua sắm không cần thiết, nếu không thì cũng phải móc hầu bao vì bạn bè, người thân khiến cho cái ví tiền của mình cũng vơi đi một khoản không nhỏ đó bạn tuổi ngọ nhé. Và bạn tuổi ngọ đầu tư tại thời điểm này chỉ thích hợp đối với những ai đã có tính toán cụ thể và nắm bắt về những cái rủi ro có thể xảy ra với mình. Cái quan trọng là bạn đang có được cái nguồn vốn vững vàng trong tay và chỉ cần bạn thận trọng khi hành sự thì vẫn có thể thu lợi được như ý muốn nhé. Xong, những người mới đầu tư hay là có ý định tham gia vào các lĩnh vực mà mình chưa có nhiều hiểu biết thì tốt nhất là nên chọn những cái thời điểm khác sẽ thích hợp hơn. Nếu không, nguy cơ mắt trắng của bạn không hề thấp và thậm chí có trường hợp có thể phải vướng vào lao lý nợ nần nữa đối bạn tự ngọ nhé. Tháng này đối với bạn tự ngọ, bạn lại đang có được sao lục bạch chủ về chức vụ, tài lộc hay về phương chính đông tại phương vị này trong nhà hay là nơi làm việc. Bạn nên có thể dịch chuyển những đồ đạc gây ồn ào hay là rối loạn từ trường như là tủ lạnh, lò vi sóng, tivi, thác nước nhân tạo ra khỏi vị trí đó để hạn chế hung tinh này cản trở cái con đường tài lộc của mình bạn tử ngọ nhé. Ngoài ra với bạn tử ngọ cũng có thể trưng bày tài lộc như là cây kim tiền, cây trúc phú quý trên bàn làm việc có tác dụng phóng đại năng lượng giàu có thu hút tài lộc thúc đẩy tài chính của bạn được ổn định và bền vững hơn từ V tuổi ngọ tháng 10 âm lịch năm 2020 về phương diện tình duyên. Xét về phương diện tình duyên của bạn tuổi Ngọ trong tháng đinh hợi này, bạn đang có được tin vui, đối với những bạn đang còn độc thân thì có dấu hiệu đào hoa được khởi sắc, các mối quan hệ xã giao của bạn được rộng mở, cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc đối với những đối tượng có tiềm năng rất chi là lớn. Tuy nhiên, với bạn tuổi Ngọ, dù nhân duyên khác giới vượng Xong, để tìm được người phù hợp và có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống là không phải chuyện dễ dàng với bạn. Và bạn tự ngọ, bạn đừng có bao giờ có ý định đốt cháy giai đoạn. Có thể người mà bạn đang cảm mến là người bạn đã tìm kiếm từ bấy lâu, nhưng cũng có thể cảm xúc hiện tại chỉ là cái sự chớp nhuống ban đầu mà thôi đó bạn tự ngọ nhé. Cả hai cần có thêm thời gian để kiên nhẫn chờ đợi và trải nghiệm thêm để sau này không phải hối tiếc vì bất kỳ cái chuyện gì nữa. Và bạn tuổi ngọ, nếu hai bạn sinh ra để dành cho nhau thì dù có xảy ra bất kỳ sóng gió, thử thách nào trong cuộc sống, cả hai đều sẽ nắm tay nhau để cùng vượt qua tất cả luận. Trong tháng này, đối với những ai đã có đôi có cặp thì chịu sự tác động của thiên nguyệt là hung tinh khiến cho tinh thần của bạn tuổi ngọ cảm thấy chán nản và muộn phiền, cáo giận, vô cớ. Cái điều này dễ khiến cho đối phương cảm thấy bí bách và áp lực. Thời gian trò chuyện, tâm sự giữa hai người không nhiều, dễ nảy sinh cái khoảng cách ngày càng lớn dần nữa đối bạn tuổi ngọ nhé. Và bạn tuổi ngọ, bạn nên mở lòng mình để chia sẻ những áp lực mà mình đang gặp phải với người ấy. Đừng ôm đồm nhiều niềm nỗi niềm ở trong lòng một mình rồi lại trút giận lên đầu của đối phương nhé. Từ vi tháng 10 âm lịch năm 2020 của bạn tuổi ngọ về phương diện sức khỏe. Về phương diện sức khỏe của bạn tuổi ngọ trong tháng 10 âm lịch này không có dấu hiệu nào để cần phải lo lắng Tuy nhiên, cái khối lượng công việc của bạn tuổi ngọ trong tháng rất chi là lớn, cho nên bạn mệnh không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, thường xuyên thức khuya, phải dùng đến các đồ uống có chứa caffeine để duy trì sự tỉnh táo và lâu dần cơ thể của bạn đang có cái điểm báo suy nhược, trí nhớ cũng bị giảm sút đó nhá. Ngũ hành tương khắc nhắc nhở cho bạn mạnh tuổi ngọ cần phải chú ý ăn uống và nghỉ ngơi điều độ đừng có nghĩ rằng mình còn trẻ và khỏe là có thể coi thường sức khỏe của mình được bạn tuổi ngọ nhé ngoài ra trong tháng này đối với bạn tuổi ngọ bạn cũng đang gặp hung tinh thiên hình chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi ngọ đang có cái điểm báo về hình thương tai vạ bạn mệnh nên cẩn trọng cẩn thận khi làm việc nhất là khi làm những việc có tính mạo hiểm để tránh cái sự tai nạn bất ngờ xảy ra với mình Đoạn Về ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng 10 âm lịch năm 2020 đối với bạn tuổi ngọ. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ 26, nam thái âm, nữ thái bạch, tháng này có chuyển biến về miêu sự, công việc và tiền bạc đều tốt đẹp nam mạng gặp may mắn về tình cảm có gặp gỡ trong vui vẻ nhưng cẩn thận bị lợi dụng nhưng có âm phủ dương trợ sẽ vượt qua được tai ách. nữ mạng đang có vận hội tốt trong công việc nhưng vận xấu chưa nên đầu tư sẽ không đạt được kết quả về tài chính có tin vui về tình cảm nhưng cũng tránh tin người đề phòng mất trộm giữ gìn tài sản có giá Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa 38, nam thổ tú, nữ vân hớn. Trong tháng này tuy có biến chuyển nhưng tiền bạc công việc vẫn còn trong bế tắc. Nam mạng tuy có âm phủ dương trợ nhưng cuộc sống không như ý, cẩn thận về giấy tờ, vật có giá trị, dự báo gặp tai tán tài. Nữ gặp tháng khắc kỵ không nên thay đổi công việc, tiền bạc còn nhiều lo lắng, yêu phiền tình cảm có gặp gỡ nhưng cẩn thận bị lợi dụng về tiền bạc tuổi bính ngọ thuộc thủy 50, mươi nam thái dương nữ thổ tú trong tháng này có chuyện biến về mưu sự nhưng còn trong chiều hướng kiếm may mắn và tài lộc không thuận lợi tình cảm gia đạp gặp yêu phiền nữ mạng tháng khắc mọi sự không may mắn tình cảm gặp yêu phiền trong gia đạo về công việc không nên thực hiện những cái dự án mới, dự tính mới, chưa có thời cơ tốt nên làm việc nhỏ hay là làm việc cũ, tránh đi xa. Từ vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, 62 nam thái âm, nữ thái bạch, tháng có nhiều biến động về cát hung, nhưng trong tháng có cái sự may mắn thuận lợi, tình cảm vui vẻ, tiền bạc đến tay và có của hạnh tài đưa tới, nữ mạng trong công việc tốt đẹp gia đạo an khang, tiền bạc như ý, dự báo có may mắn về mưu sự. Tuy vậy, trong tháng của thái bạch chiếu nên đề phòng vật có giá trị hay là đề phòng trong giao dịch có dự báo gặp tật bệnh về xương cốt. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, 74 nam thổ tú, nữ văn hớn, trong tháng này rất tốt đẹp trong mưu sự, từ tiền bạc cho đến công việc, nam mạng có âm phủ dương trọ, gia đạo an vui, nữ mạng có tin vui về tiền bạc, nhưng vận xấu nên cẩn thận với giấy tờ và đồ đạc có giá trị. Gia đạo an khang, hạnh phúc, nam nữ cùng đề phòng trong di chuyển, dự báo có tật bệnh về xương cốt cẩm nang vượng vận cho từng tuổi ngọ trong tháng 10 âm lịch năm 2020. 1. Giáp ngọ thuộc kim, nam thái bạch, nữ thái âm, khẩu quýt, vận trình chứng lại, không có bước đột phá rõ ràng, quý nhân, tuổi dần, tuổi tuất, tiểu nhân, tuổi tí, tuổi xỉu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu vàng. 2. Tuổi bính ngọ thuộc thủy, nam la hầu, nữ kế đô, khẩu quýt, duy trì quyết tâm cao độ, kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng. Quý nhân, tuổi mùi, tuổi tỵ, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 3. Tuổi mậu ngọ, thuộc hỏa, nam kế đô, nữ thái dương, khẩu quyết, tài chính không có biến động quá lớn, chú ý chi tiêu, hài hòa. Quý nhân, tuổi dần, tuổi mùi, tiểu nhân, tuổi tí, tuổi mão, màu, màu sắc may mắn, màu da cam, màu nâu. 4. Tuổi canh ngọ, thuộc thổ, nam thái bạch, nữ thái âm, khẩu quýt, người độc thân có cơ hội mở rộng mối quan hệ, chớ nên đốt cháy giai đoạn. Nhân, tuổi tuất, tuổi tỵ, tiểu nhân, tuổi sửu, tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu xanh lá cây, màu đỏ. Từ vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mộc, Nam La Hầu, Nữ Kế Đô, Khẩu Quýt chú ý ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, thận trọng khi làm công việc nguy hiểm. Quý nhân, tuổi tỵ, tuổi dần, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tí, màu sắc may mắn, màu trắng, màu hồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ, nhiều may mắn và thành công trong tháng mới. Xin chào và hẹn gặp lại.